Dương được ví như thủ phủ công nghiệp của cả nước, là một trong những địa phương dẫn đầu về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 31 khu công nghiệp với tổng diện tích là 12.721 ha. Trong đó có 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 11.021 ha, tỷ lệ lấp kín đạt trên 70%. Và trong chương trình ngày hôm nay, Thúy Trang xin gửi tới quý anh chị và các bạn toàn bộ khung cảnh flycam về khu công nghiệp Tân Bình nằm tọa lạc tại Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để chúng ta khám phá xem khu công nghiệp nơi đây đã và đang phát triển ra sao trong những năm qua. Khu công nghiệp Tân Bình với tổng diện tích là 352,5 ha nằm ở phía bắc của tỉnh Bình Dương, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam của Việt Nam và là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp của cả nước. Khu công nghiệp Tân Bình có vị trí thuận lợi về giao thông, cách trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương 15 km, thành phố Hồ Chí Minh 51 km về phía tây bắc và kết nối thông suốt với vùng nguyên liệu từ Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trên tuyến đường DT741, đặc biệt là nguồn nguyên liệu gỗ và cao su tự nhiên dồi dào. Với vị trí địa lý thuận lợi này, khu công nghiệp Tân Bình đã và đang trở thành một trong những địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư sản xuất các sản phẩm từ gỗ, cao su tự nhiên cũng như sản xuất các sản phẩm nông sản phục vụ cho cả trong nước và xuất khẩu. Từ vị trí của khu công nghiệp Tân Bình, chúng ta dễ dàng di chuyển về khu vực thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vỏn vẹn 51 km, về với khu vực thành phố Thủ Dầu Một 22 km, về với khu vực trung tâm thành phố mới Bình Dương 15 km và cách với thành phố Biên Hòa chỉ trong vỏn vẹn 35 km. Điều đặc biệt hơn nữa là sẽ nằm liền kề với khu vực hành chính huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Và trong 1 đến 2 năm trở lại đây thì khu công nghiệp Tân Bình đang tiếp tục phát triển mở rộng các quỹ đất để lấp kín đầy các nhà xưởng cũng như là xí nghiệp. Cùng với đó thì sẽ kéo theo được lượng kỹ sư chuyên gia nước ngoài cũng như là lượng công nhân khổng lồ về đây sinh sống và làm việc. Điều đó đã thúc đẩy cho tình hình bất động sản tại khu vực lân cận như khu vực Phú Giáo hay khu vực Bắc Tân Uyên của chúng ta ngày một sôi động hơn. Và với phân khúc đất nền giá rẻ dao động từ 600 triệu đến 800 triệu một nền nằm tại khu vực huyện Phú Giáo đang là một trong những phân khúc mà được khách hàng của chúng ta quan tâm đầu tư rất là nhiều, bởi không chỉ thuận tiện về vấn đề giao thông, kết nối liên vùng giữa khu vực Bắc Tân Uyên, khu vực thành phố Thủ Dầu Một mà có thể nối liền lên với khu vực Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên, thì huyện Phú Giáo sẽ nằm liền kề với khu công nghiệp Tân Bình và sau này sẽ có khu công nghiệp V-Ship 4 về đây hình thành nữa ạ. Vâng, và Thúy Trần xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và đồng hành. Và giờ đây Thúy Trần xin tạm thời sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà vào những video lần sau. Quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư bất động sản tại khu vực Bình Dương, Bình Phước có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548. Xin hẹn gặp cả nhà vào những video lần sau. Thân ái và chào tạm biệt.